បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានសម្ហាត់ចំនួន 4 ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែត្រៀមត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខនេះដែរណាបាទហើយសង្ឃឹមថាលំហាត់នេះនឹងជាជំនួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកខាត់ទៅយូតោះយើងទៅដោះស្រាយលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងក៏យើងគណនាអង្គ
hai lâm hạt con cứ ở dương kệ ni rứt cà rê ni x hai rứt cà rứt tị bay ni x hai rứt tị pram ni x hai ni x nè hai con cứ ở dương kệ ni ăn tê cà mùi tơ xin cà rê x đọ mùi tơ có cà rê x bộ bay ni x nè hai con cứ ở dương kệ ni ăn tê cà này tăng cà rê x ni x nè đó là dương căn bệnh căn phơ hay dương tự nhiên tự học cho mình kia nữa bà tỏ chấp đáp bà tỏ chấp đáp người ta thế bà tỏ à lỡ cứ lùm hạt nâng cứ dùng biên anh được đáp để x lơ sin kề x cô kề x chương chương ai sẽ bàn chuyển chương bàn ăn tạo hình để sao tạo này cứ miền miền con mồi mà làm chương cái này dùng tiền để dùng cái đó cắt miền miền con mồi được cả một đứa ngay và chương hơi lòng hạt nó cứ đa trong chúng ta chương ấy nhá và hai mối cứ dùng mối dùng ai sẽ vì chỉ cái cứ vì smart năng sinh cái x bộc cục cái x mình nó chương dùng tự sẽ vì chương nó mà nó chương sinh cái x bộc cục cái x cứ smart năng mồi chương dùng chúng đôi vía lại để muối mất cứ dựng bàn đằng đằng chân cái nông cả đặt sai lầm hẳn đó cứ cần lứa cứ tròn đằng ảnh như tao nhé và hai cái đó bị dương chấm đôi việc bàn hát cứ dương đặt gì đó đặt kiện bài mất nè đặt kiện bài mình để muối máu rồi tìm cuốn mất nè chân dương đặt máu cứ dương bàn bàn bẹp đi mình nói được tao nhé cứ đặt kiện bài xin cái đấy vô việc một đồng trường máu hay có cái đấy cứ vô việc một đồng đà rồi thằng nó phải dương được xây cho đam việc mình tới dân bàn smart đam được một lần á, tập thể dân bộ cho cái này, và tiếp, dân cơ bị dân từ xây vi bàn chân hai, hai dân đại phiền bài như được ở hải, dân chấp đam mở mắt ta, dân từ phơi tiết, ta miền nào vậy đại sầm rù bán dân sầm rù vi mình đó, dân xin cái ấy nhé, nhưng xin cái ấy cứ quan chiếu sầm rù đại cái đó, hai cô cái ấy nhưng cô cái ấy quan chiếu sầm rù bán nào lại đó, dân dân sầm rù vi ở mỏ, cứ như bàn mình đó, dân bàn bèm đi mình đó. Cái này xung rùa mốc cư khẳng lớp có thể xong đi còn mùi rồi chân xong ăn thì cái này mùi lực cốc kể ếch đi đi ảnh hạ thằng này cứ xung rùa cốc chanh đó nó xong xin mà nó chân ăn thì cái này mùi xin kể ếch đi đi ảnh đó bạn chân cái đó bị dương xung rùa bàn chân hát cư dương chập đàm kiện đi ăn thì cái này vô tầm đoàn thế để đọc đi mình chạm được một môn ăn thì cái này mùi lực cốc kể ếch đi ảnh chân ấy hay ăn thì cái này mùi lực xin kể ếch đi ảnh cứ chân ấy đào nó và dân dân ăn thì cái môi cho tụi mình đó máu ăn thì cái này môi lơ cọc cái để ấy cứ tránh cứ tóng tăng ấy hơi ăn thì cái đó môi lơ xin cái để ấy cứ để ấy cứ ăn thì cái đó nó chưa được một môn nữa tao nhỉ tao đang tham ăn cái nào chưa được một môn để dùng thời trang ăn thì cái đó lơ môi lơ xin cái để ấy cứ để ấy tránh máu cứ đọ cốt tăng ấy cái đó bây giờ ăn thì cái đó dùng bộ đồng lại xì mùi ngon á và dân dân khơi dùng đồ cò ba này đó khơi dùng đồ cò mùi này đó dương chấp đam ta cài sầm nô kho mới tiếng đó và cài sầm nô kho chân lồng hạt kho bò dương dương mơ tới hạt đôi chiếc một smart cặp bàn tay là bây giờ dương phơi tới cứ vì mình là cái đạn ta đá thì hay nghi sườn mình tiền đó ta hỏi lấy dương tụi bây giờ nè mình vô rồi có ọt vô rồi có nè được chết ai cái điện mơ được ọt điện á và chân bị ai đang tranh đá là bây giờ lo người ta nghĩ ai điện tiến đó nè nằm bây nằm bây giờ trên một hạ hai từ nâng lâm hạt tăng ổn người ta nếp còn chạy anh vừa bán này nữa và to là dương cây lâm hạt nâng to tiết nữa mà dân lâm hạt bên nâng cứ dương trợ phở mạch đá là ta khỉ dương trợ xây vị trí xoay côn mà nó dương mình anh phở chập ăn thì cái nào chập ở cái này bên nâng bán thì nó chứ dương xây vị trí xoay côn nó nè mà trên cái nào dương xây vị trí xoay côn rất cà rê này ít cứ như sẽ bàn mũi lửa pi mà nó
គេទៅសេស្វ័យគុណហើយប្រទេសទី3នេះអីហ្នឹងគឺយើងទៅសេបានគឺសេបាន1លើ3មិនអត់ x ស្វ័យគុណ1លើ3ហើយដល់ឡែកអឺប្រទេសទី5នេះអីហ្នឹងគឺយើងអាចសេបានថាជាស្វ័យគុណមកបាន1លើ5ចឹង d អញ្ចឹងក្រោយពីយើងទៅសេបានចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអឺបូកស្វ័យគុណវាមុនណាព្រោះវាមាន xx គោដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់នៅពេលដែលយើងគុណបញ្ចូលគ្នាគឺយើងបូកស្វ័យគុណវាមកគឺយើងបូកបែបហ្នឹងមិនអត់អញ្ចឹងអន្តរក្រាលនៃ x 1 លើ2បូក1លើ3បូក1លើ5ដែលសន្តិវិមានគោដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចនៅពេលដែលយើងគុណគឺយើងគុណមកគុណយើងបូកស្វ័យគុណណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគណនាមក1លើ2បូក1លើ3បូក1លើ5យើងតម្រូវភាគបែងហើយយើងគណនាវាមកយើងនឹងឃើញចម្លើយគឺ x ស្វ័យគុណ31លើ30ពីអីអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើបានចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតទៀតមកគឺប្រើរូបមន្តរបស់យើងមកប្រើរូបមន្ត x ស្វ័យគុណ n dx ស្មើនឹង x n + 1លើ n + 1អញ្ចឹងនេះគឺស្វ័យគុណ n របស់យើងគឺ31លើ30អញ្ចឹងយើងបូក1ដូចគ្នាដែរមកយើងបានចម្លើយគឺបាន30លើ61គឺយើងចម្រាស់នេះ n ក្រមណាហើយ x ស្វ័យគុណ6ស្វ័យគុណ61លើ30បូកបូសេណានេះគឺជាចម្លើយនៃសំណួរខណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ណាតោះយើងកែតតទៀតណាលំហាត់គោម្ដងណាបាទតោះអញ្ចឹងលំហាត់គោនេះកាលណាបើយើងសន្យាចាំរូបមន្តអស់ហើយយើងអាចដោះស្រាយលំហាត់នឹងយ៉ាងងាយយ៉ាងខ្លីតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាងាយហើយស្រួលទៀតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ក៏អាចមើលវាបន្តិចតិចមកណាយើងនឹងអាចទាន់ទាំងអស់គ្នាណាបាទតោះយើងកែទៀតមកអូខេអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដាច់ភាគបែងយើងផ្ដាច់អង្គការសំដោះគឺផ្ដាច់អង្គការយកតែម្ដងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់អង្គការមកគឺយើងបានបែបនេះណាបងប្អូនមិនអាចផ្ដាច់អង្គការគឺយើងគុណ d បញ្ចូលយើងផ្ដាច់អង្គការមួយមួយហើយមេគុណ4គឺយើងទាញវាមកដាក់ខាងមុខមកអញ្ចឹងសល់តែមេគុណ1ទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងបានបែបហ្នឹងដកនឹង1លើកុសក្រេ x d អីហ្នឹងអានេះគេផ្ដាច់បានបែបហ្នឹងណា3គឺផ្ដាច់មកគឺបាន3អង្គការ d dx ណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីផ្ដាច់បានចឹងហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការគណនាយកតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារតនេះគឺវាចូលរូបមន្តស្រេចហើយយើងមិនបាច់បំបែកអីរញៀនទេហើយតនេះក៏ចូលរូបមន្តស្រេចដែរហើយតនេះគឺអង្គការ dx កាន់តែងាយស្រួលទៀតណាបាទអញ្ចឹងអង្គការនៃ1លើ sin x dx គឺយើងចេញមកចេញហើយចេញដកកូតកូតង x មិនអត់ហើយដល់ឯអឺអង្គការនៃ1លើកុសក្រេ x dx នេះគឺយើងអង្គការមកគឺចេញគេចេញតង់តង់ x ណាបាទហើយអង្គការ dx នេះគឺចេញ x ណាអញ្ចឹងយើងបានមកថាយើងបានមកកាលណាយើងអង្គការ1លើ sin ក្រេ x dx នេះគឺចេញដកកូតង់ x អញ្ចឹងយើងបានដក4កូតកូតង់ x ហើយ1លើកុសក្រេ x នេះគឺអង្គការមកគឺយើងបានដកតង់ x អញ្ចឹងយើងបានតង់ x ដកតង់ x បូក1អង្គការនៃ dx គឺចេញ x អញ្ចឹងគុណនឹង3ទៅគឺយើងបាន 3x អញ្ចឹងគេបានបូសេអញ្ចឹងចម្លើយគោគឺងាយតែយើងមើលទៅហាក់ដូចពិបាកមែនតើនៅពេលយើងធ្វើទៅគឺងាយមែនទែនណាបាទតោះឥឡូវយើងកែលំហាត់ចុងក្រោយដែលជាលំហាត់ដែលខ្ញុំបានលើកយកមកមកបង្ហាញដល់អ្នកថ្ងៃនេះណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងទាន់ហើយនឹងព្យាយាមរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាណាតោះចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងលំហាត់គោអូខូនឹងគឺយើងមានអង្គការនៃតង់ក្រេ x d dx ណាបាទអង្គការនៃតង់ក្រេ x dx អញ្ចឹងគឺក្នុងការគណនាការធ្វើគឺកលឹះនៃការដោះស្រាយលំហាត់នេះគឺយើងថែមហើយនឹងថយថែមឲ្យចូលរូបមន្តណាបាទយើងថែមនឹងគឺមិនអត់ប្រយោជន៍គឺយើងថែមឲ្យចូលរូបមន្តបាទអញ្ចឹងយើងថែមបូក1ហើយបើយើងថែមបូក1ដើម្បីឲ្យចូលរូបមន្តរបស់យើងណារូបមន្តតង់ក្រេបូក1គឺចេញអីណាហើយកាលណាយើងថែមបូក1គឺត្រូវដកអីគេមួយវិញដើម្បីបូកដកស៊ីសងទៅគឺស្មើដល់គ្នាវិញក៏ឲ្យលើសណាចឹងយើងបានបែបហ្នឹងគឺថែមពីថែមម្ដងហ្នឹងបងប្អូនថែមប៉ុណ្ណាដកប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងក្រោយពីយើងថែមហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់វាមួយមួយយើងមិនអាចផ្ដាច់មិនចឹងមែនទេយើងផ្ដាច់អានេះម្ដងមកតង់ក្រេ x បូក1ទៅគេស្អីបានថា1បូកតង់ក្រេនេះយើងផ្ដាច់យកវាម្ដងមកដូចអីទៅហើយដល់ឡែកដក1នេះយើងផ្ដាច់អង្គការ1ទៅមេគុណ1ទៅយើងមិនបាច់សេទេយើងសល់តែ d d x ណាបងប្អូនយើងថែមគឺឲ្យចូលរូបមន្តណាថែមឲ្យចូលរូបមន្តហ្នឹងបើយើងត្រូវថែមយើងអឺ
time ឲ្យវាចូលប្រមុនទៅដើម្បីដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ចប់តែម្ដងទៅបងប្អូនមានចាំរូបមុននឹងអត់អង្គការលេខ1បូកតង់ការី x dx គឺចេញអីដែរមើលមើលគឺចេញតង់ x មែនទេនេះរូបមុនរបស់យើងគឺអង្គការ1បូកតង់ការី x dx គឺចេញតង់ x អញ្ចឹងយើងអង្គការមកគឺយើងប្រកាសជាបានតង់ x ដកនឹងអង្គការ dx គឺចេញអញ្ចឹងបូក c បាទអញ្ចឹងលំហាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងងាយហើយវានឹងជាចំនួនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមរៀនប្រឡងដាក់បាក់ដុំនិយាយពីខាងមុខនេះណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអ្នកអង្គអាចជួយចែករំលែកកម្មវិធីរបស់អ្នកហើយក៏ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៃវីដេអូបន្តបន្តទៀតណាអ្នកអង្គនេះកុំឲ្យបានវីដេអូថ្មីៗទៅយើងអ្នកអង្គនេះប្រកាសជាអាចទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំហើយណាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់បាននិទានអីគ្រប់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ